Hello cả nhà, thì đây là cái hồ xi măng mình đã trồng súng và thả ốc hái vào ha. Hôm nay mình sẽ cùng ngắm ốc hái. Ốc hái thì bữa nó có nụ sẵn nên nó nở rồi nè. Ốc hái bông hoa vàng ha. Hoa màu vàng đây. Đây là mình thả mặt nước thôi nha, không có trồng ha. Do cái hồ nó cao quá. Thì có hồ này ghét cũng ngán thì tiếp tục mình sẽ hụt phấn hoa súng. Trước khi hụt phấn thì mình sẽ bọc cái trái hoa súng này lại. Hoa súng này nó đậu trái rồi nè. Cánh hoa nó không bị tàn đi ha, mà giữ nguyên ha, khép lại thôi. Giờ mình sẽ bọc lại bằng gì? Thì ở trên Facebook lúc trước mình có được một cái anh kênh là Hoàng Vũ ha, cũng là nhà vườn hoa súng á. Nó chia sẻ là lấy túi lưới hoặc cái túi vải bọc lại ha. Bọc cái trái lại để cho khi mà cái trái nó chín nó bung hạt ra thì hạt nó cự nảy mầm luôn ha, không cần phải để cho nó rớt lung tung ha. Thì bây giờ mình sẽ bọc cái trái này lại. Ở đây một tay cầm cây quay cho nên chắc mình phải thì chỉ cần bỏ trái vô đây cột lại thôi nha. Rồi đơn giản như thế này thôi, bọc cái quả hoa súng hoặc là trái ha vô cái cối lưới rồi sau đó cột lại. Thế cái này nó già nó bung hạt ra hết thì cái hạt giữ trong đây, hạt trong nước thì nó tự nảy mầm thôi ha. Đó. Hay là cái bông hoa nở ngày đầu tiên nè, còn cái quả hụt phấn cho nó thì nó làm cây mẹ nó sẽ đậu trái. Ở đây mình lấy phấn hoa có cái bông màu này, đây là cái cánh của bông hoa lai màu hồng lai lai giống như màu màu phải môn ha, cái cục lai thì lấy phấn cho vào đây thôi. Quá trời phấn luôn nè, này cây nào cũng rõ. Phấn bây giờ thì mình cứ ấy vô đây. Còn bình thường thì lấy cái ly nước nhỏ mình sẽ cho vô, thì nó phải hòa phấn vô ly nước rồi sau đó mình hụt phấn vô cũng được, chẳng cần giọt vô vậy ha. Khi nó hụt phấn thành công thì cái bông hoa này sẽ khép lại giữa chừng, bình thường thì nó nở có chiều lần, nếu mà sau hụt phấn xong nó khép lại thì thành công ha. Đó, thấy phấn hoa không? Phấn hoa quá trời luôn ha. Rồi xong hụt phấn và bọc cái trái hoa súng lại.